Trung Thọ chào tất cả nhà nhá, chào tất cả anh em, chào Dạ Thanh nhá. Cả nhà nhìn ngắm mầm gốc Bảo Duy nhìn phê không ạ? Cả nhà ngắm mầm gốc Bảo Duy nhìn phê không? Rất là phê luôn. Trung Thọ chào tất cả anh em nhá, chào bốn người, chào các tình yêu. Cả nhà nhìn phê không ạ? Nhìn quả mầm rất là phê luôn ạ. Quả mầm gốc Bảo Duy rất là phê luôn ạ. Chúng ta chào anh em nhé, chào tất cả anh em buổi chiều tối. Chào Hoàng Nguyên Quang nhé, chào 6 người. Anh em ngắm cây ạ, ngắm cây buổi chiều tối nhìn phèo ạ. Chào Châu Nguyễn nhé, anh em nhìn ngắm mầm gốc Bảo Duy. Bảo Duy rất là phê luôn ạ. Bảo Duy, rất nhiều người hỏi cây đợt này, rất nhiều người hỏi. Cả nhà đi ngắm mầm gốc ạ, ngắm mầm gốc Hoàng Hậu Sứ Mưa. Chào Hoàng Quang Nguyên nhá, chào 9 người ạ, chào 10 người. Cả nhà nhìn mầm gốc, quả mầm gốc của Hoa Hậu Sứ Mường nhìn phê luôn. Em chào anh Đăng Khôi nhá, anh Đăng Khôi Bảo Duy lại tiếp bán không? Đó, bán lại xuống mức tiếp, Bảo Duy đẹp đấy, bán lại xuống mức tiếp, cứ rẻ là fake, rẻ lại nhất. Em làm mầm giỏi thế không, đây nhà người ta làm đây anh ạ, em mua về nó có mầm sẵn rồi anh ạ. Anh Đăng Khôi ơi, lại phập tiếp, anh bán ok em xuống em lại phập tiếp, lại phập. Anh Đăng Khôi ơi, bán ok lại xuống lại phập tiếp. Bà lấy cu này đấy, bà lấy cu cả nhà ơi, cả nhà ngắm bà lấy cu buổi chiều tối ạ. Cả nhà ngắm bà lê cu buổi tối á, cả nhà ngắm bà lê cu buổi tối á. Anh Đăng Khôi đâu rồi nhỉ? Anh Đăng Khôi sợ chưa? Thứ bảy xuống anh chơi nhá, xuống chơi là phập đấy nhá, lại phập tiếp, cứ rẻ là phập, anh mà cứ ok là phập, lại phập tiếp. Ok anh luôn. Hôm nay thứ mấy rồi anh ơi? Hôm nay thứ năm à? Thứ bảy à? Anh đi họp trên quốc hội à, mà bảo thứ bảy mới nhà. Cả nhà ơi, cả nhà ngắm này, anh là cứ rẻ lại phập tiếp. Chào Nguyễn Quân nhé, chào 15 người ạ, chào Giàng A Trung, chào tất cả tình yêu. Bảo Duy đây ạ, mình cứ rẻ cây đẹp là mình phập anh em ạ. Trong cái cuộc chơi này không có ngã án gì hết, hiểu không? Cứ anh em sợ là tôi lại phập, cứ phập liên tục. Anh em có Bảo Duy không tên mà đẹp nhá, phê phê nhá, giá mà anh em cứ ok mà thị trường mà như nào anh em mà cứ lại cần tiền cần tiếc là anh em ra tôi lại phập đấy. Đây bỏ lên cu đây ạ, sao mạng tự nhiên lên lại tụt thế nhỉ, lên nó đông. Đây bỏ lên cu ạ, chào mọi người ngắm bỏ lên cu nhé, lâu lắm like này ạ. Chào tất cả tình yêu nhá, bỏ lên cu đây ạ, các tình yêu ngắm bỏ lên cu đi ạ, các tình yêu ngắm bà lê cu đi ạ. Đây là Vĩnh Khang này, mời các tình yêu ngắm Vĩnh Khang, mầm gốc quả mầm gốc vĩ đại không? Đấy, quả mầm gốc vĩ đại không, ngọn mở to như kinh khủng luôn. Hôm nay làm đây được bao sen rồi mà anh em ngắm mầm gốc Vĩnh Khang, ngắm mầm gốc Vĩnh Khang kinh khủng luôn. Mầm này anh em nhìn quả mầm gốc Vĩnh Khang kinh không? Này nó đua ra tận đây rồi anh em ạ, kinh khủng luôn, nó đua ra tận đây rồi. Thế mà chục ngày nữa thì nó đua tận đâu nhỉ? Chào anh Giang Trung nhá, toàn mầm vãi. Chào anh Văn Dư nhá, mọi người chia sẻ, mọi người chia sẻ trang hội nhóm cho Trung Thọ đi ạ, dễ khỏe kinh khủng luôn đấy. Vĩnh Khang đấy, quả mầm vĩ đại luôn. Chào Hoàng Thuận nhá, quả mầm Vĩnh Khang này anh em, bên này lại đi tiếp đẹp luôn. Con này chục ngày nữa là lách không? Chục ngày nữa là Trung Thọ khai thác cái mầm này ra cho đi ở riêng. Chục ngày nữa là phải cho đi ở riêng vì là cái vấn đề là nó chẹn lên cái mầm kia. Ok anh em. Mình đang khách đang hỏi xuống về nhà để đi mua cây cả nhà. Khách nhà mình đang rất nhiều khách hỏi. Rất nhiều khách hàng hỏi mua cây. Anh em ạ. À. Đấy.
rất nhiều khách hàng hỏi mua cây. Tình hình này là tình hình lại không biết là có la để bán không nhỉ. Rất nhiều anh em hỏi mua cây giờ này nhá. Thị trường giờ này rất là nhiều anh em hỏi. Đấy, mầm gốc Bảo Duy rất là phê luôn. Cho cả nhà nhìn quả mầm gốc này vĩ đại này, quả mầm gốc không tên này. Đấy, quả mầm gốc không tên này. Anh em nhìn quả mầm gốc không tên vĩ đại luôn. À, nhìn quả mầm gốc không tên vĩ đại luôn ạ. Đó. Nhìn quả mầm gốc không tên. Anh em nhìn quả mầm gốc không tên chưa? Mầm gốc không tên này. Quả mầm không tên. Chào các tình yêu nhá. Hello các tình yêu buổi chiều, không biết lên mạng nó kém hay sao mà tụt view tê nhỉ. Đấy. Những quả bạch tuyết. Những quả bạch tuyết. Những quả bạch tuyết rất là đẹp luôn. Lại mầm lùng ngô nối anh em ạ. Úi giời, bạch tuyết này tôi luôn. Này chết giờ. Bạch tuyết này chết giờ. Bạch tuyết này chết kìa. Lại mầm nối. Mầm nối này. Mầm gầm gốc bạch tuyết. Lại mầm nối. Rất là đẹp luôn. Tóm lại là mùa này ngắm mầm gốc phê lắm anh em ạ. Chào Hương Nguyễn. Rất là đẹp luôn. Chào tình yêu này. Nhìn những quả mầm gốc mà nó phê vãi luôn. Thật sự là nó phê. Anh em ạ. Thật sự là nó phê. Thật sự là nó phê. Nó phê một cách kích khủng luôn. Anh em nhìn mầm gốc phê không? Nhìn này có muốn ngắm không? Nhìn quả mầm gốc này thích ngắm không? Kích khủng luôn nhỉ. Rất là đẹp luôn. Rất là phê. Rất là phê, là phê, là phê, là phê. Anh em nhìn phê không ạ? Cái cũng luôn nhỉ. Các tình yêu thấy không? Ước, ước gì rất là phê luôn. Bạch tuyết rất là phê luôn. Có mầm gốc. Có kỳ của mầm gốc. Chào 4 người đang xem. Lại tụt xuống của mình rồi. Rất là phê luôn. Rất là phê anh em nhé. Thật sự luôn là mình cảm giác mình thật sự luôn là nhìn cây nó phê đẳng cấp luôn. Đẳng cấp luôn. Đẳng cấp thật. Rất là đẹp luôn. Nhìn mãi không chỉ chán. Các tình yêu ạ. Những quả mầm gốc phê vãi luôn. Đẹp. Các tình yêu nhìn những quả mầm gốc phê vãi luôn. Rất là to luôn ạ. Chào chào anh Thuận ở Phú Thành nhá. Hello anh Thuận Phú Thành, chào Hương Nguyễn. Có gì chốt không chủ cây? Anh thích chốt cái gì anh ơi? Anh thích mua cái gì? Anh nhà em thích mua cái gì? Bảo Duy hay là bạch tuyết hay là bờ lê cu hay là không tên? Hay là bạch tuyết? Hay là cái gì anh thích chốt cái gì? Anh yêu thích, anh nhà mình thích chốt cái gì? Đẹp thế lắm. Long Khánh. Long Khánh á. Long Khánh mặc ác nha. Chốt tận Long Khánh này chết rồi. Chốt tận Long Khánh này chết mẹ em rồi. Bụi này, bụi này em chắc là vài hôm nữa em lách thôi. Chắc là vài hôm nữa em lách cả nhà. Em sẽ lách nó ra. Em lách nó ra. Em sẽ tách nó ra để em trồng. Trồng nhiều chậu nhỏ để em ngắm á. Long Khánh á. Long Khánh thì ác nha. Chốt Long Khánh này. Đây Long Khánh đây. Mầm gốc đang phê vò lòi luôn. Đấy. Mầm gốc đang ra này. Đây ạ. Chú biết anh là ai đâu, em không biết đâu. Em nhiều bạn bè quá, em không biết được chơi lan nó nhiều quá. Đây mầm gốc Long Khánh đây ạ. Hai mầm gốc liền anh em. Đây mầm gốc Long Khánh đây này. Anh em kết bạn, anh em nào mà chưa kết bạn bên Facebook kia thì anh em kết bạn nhé. Trung Thọ hay live Facebook bên kia. Vì Facebook bên này dạo này ít người xem quá thì Trung Thọ phải chuyển sang Facebook kia, live stream bên kia đông hơn. Bên kia live stream lúc nào 30-40 người xem thích đông hơn ạ. Chứ không nên thỉnh thoảng mới live stream Facebook này thôi. Em chào anh Trần Thắng nhá. Đây Long Khánh này. Long Khánh đang mầm gốc rất là phê luôn ạ. Mầm gốc Long Khánh rất là phê.
Đây Pleiku nha em nè. Đây ạ. Quả mầm gốc Pleiku ạ. Nhà nhìn Pleiku nha em theo ạ. Quả Pleiku nha em này. Rất tình yêu này. Pleiku nha em này. Pleiku mầm gốc nha em đây ạ. Các tình yêu nhìn thấy Pleiku mầm gốc nha em theo ạ. Các tình yêu. Các tình yêu thấy Pleiku nha em mình theo. Ngắm đại cát anh Thuận Thành Phú. Anh Thuận Thành Phú như Sài Gòn đấy nhỉ. Nhà anh trong Sài Gòn đấy nhỉ. Đại cát ơi. Đại cát. Nguồn Hồ Phúc Vinh. Cây đại cát này giống rất ít, cực ít luôn. Ít hơn cả Kinh Bắc mấy lại Long Khánh, Pleiku. Cực ít. Đấy, đại cát giống rất ít. Đấy, những người toàn cây tay to cầm đại cát. Toàn những người tay co to cầm đại cát. Đại cát nhà em này. Đại cát một cái mắt ngủ này nó rơi đắt bằng ngang. Nó đắt hơn cả Kinh Bắc. Tùy người bán nhé. Một cái mắt ngủ này còn đắt hơn cả mắt Kinh Bắc đấy anh em ạ. Đại cát đây, đang mầm gốc đang ạ. Đại cát, hoa đại cát là cực phê. Chào thằng em Vũ Đức nha. Mầm Pleiku như tên lửa dốc. Em chào anh Hồng Phan. Mời mọi người ngắm đại cát nhà em nha. Đây là đại cát nhà em ạ. Đại cát giống cực ít, nguồn cực chuẩn. Anh em mua đại cát là phải, nguồn là phải cẩn thận nhá. Nguồn phải cực kỳ phải chuẩn mới mua được nhá. Vì đại cát giống ít mà nó có nhiều đâu. Cho nên là mua nhầm Vĩnh Khang là toi luôn nhá. Đồng ý lụ đi kiện tụng nhá. Mua nhầm Vĩnh Khang cho đến lúc anh em đi kiện tụng là mệt đấy. Cho nên đại cát là anh em mua nguồn phải rất là chuẩn, phải cẩn thận. Đây là Hồng Phù Hoa này. Mầm gốc Hồng Phù Hoa này. Đại cát dầu vãi. Đại cát đây Đức ơi. Đại cát đây, nguồn nhà Hồ Phúc Vinh đây. Vừa lấy hôm nọ bay vào Sài Gòn lấy đây. Nguồn Hồ Phúc Vinh. Đấy. Không phải là mua nhà trực tiếp nhà Hồ Phúc Vinh nhá. Mà mua qua một anh nữa, anh mua nhà Hồ Phúc Vinh lúa non là lúc bấy là anh mua là 17 tỷ. Anh Hồ Phúc Vinh, anh vợ anh ở nhà bán mất 2 kỳ, được 4 kỳ. 17 tỷ mà lúa non lúc 5 kỳ. Mà năm nay mới nhân ra được 4 kỳ, 4 kỳ, 1 kỳ này bán cho mình là đẹp nhất. Anh Hồ Phúc Vinh bảo là bán làm gì. Vẫn bảo anh vợ chồng anh đấy mà đừng bán. Giống ít đừng bán. Đại cát là đại cát. Giống ít cực kỳ luôn. Ít hơn cả Kinh Bắc với Long Khánh. Mua của Phú Quân Vũng Tàu. Đúng rồi em mua Phú Quân đấy. Anh Phú Quân anh mua của nhà Hồ Phúc Vinh đấy. Anh lúc bấy mua 17 tỏi đấy cả nhà. Của anh của Hồ Phúc Vinh đấy. Đấy. Cái chậu đại cát này bao nhiêu người hỏi em là em không bán không. Em không bán không. Một cái mắt này cả nhà. Một cái mắt ngủ này thôi. Đắt ngang Kinh Bắc đấy. Giống ít hơn Kinh Bắc Long Khánh. Đấy. Ok cả nhà nhá. Đây ạ, Pleiku nhà em đây ạ. Mời cả nhà ngắm buổi tối Pleiku em livestream một tí. Tối em lên livestream bên kênh kia nhé cả nhà nhá. Tối em livestream kênh Facebook Trung Thọ Trần. Đây là Facebook Trung Thọ nhá cả nhà nhá. Cả nhà, em thường em hay livestream bên kia hơn ạ. Tối hôm qua hôm kia em tắt livestream đi, em được gần 2.000 người theo dõi. Gần 2.000 người. Đấy. Đây nào, đây mầm gốc Pleiku nhà em đây ạ. Cả nhà mời cả nhà ngắm Pleiku mầm gốc rất là phê luôn ạ. Ở bên trong này ạ. Mở lá rồi cả nhà nhá, các tình yêu ạ. Chậu Pleiku nhà em đây ạ. Chậu Pleiku đây ạ. Khách đang giả 230 triệu nhưng không bán. Khách nhà em đang giả 230 triệu. Em không bán ạ. Em chưa bán vì giống nó còn ít. Nó không phải là nhiều giống ạ. Em chưa bán ạ. Chậu Pleiku này. Khách đang muốn chốt 230 triệu nhiều không bán, chưa bán. Đấy chậu Pleiku đây nữa. Đây Pleiku đây cả nhà này. Mầm gốc cả nhà nhìn phê không ạ? Pleiku này. Đấy, Pleiku. Mời 15 người các tình yêu của Trung Thọ Trần nhá. Ai xem chia sẻ Trung Thọ. Anh em mua cây phải chuẩn nguồn chuẩn giống nhá. Thị trường đang đi ngang cả nhà yên tâm đi ạ. Công tác nhá. Anh em cứ yên tâm đi, cuộc chơi lan này không mất đâu ạ. Nó rất là hay ạ. Nó cứ phải đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, bập bà bập bềnh. Khi nào là nó bật được thị trường thì thôi. Ở nhà nhá. Nó bật thị trường là bật những dòng phân khúc cao nhá. Cho nên là phân khúc thấp anh em là làm tác phẩm ngắm hoa. Nhiều cái vẫn bán được, nó rẻ thôi. Đúng không ạ? Còn phân khúc cao giờ này nó là, ví dụ mà thấp nhất là Bảo Duy không tên. Thì một cái key Bảo Duy bây giờ thấp nhất là tối thiểu là một key nhỏ. Anh chào Vinh Vĩ nhá. Hello mọi người. Thấp nhất một cái key Bảo Duy nhỏ bây giờ anh em sưu tầm thấp nhất là 5 triệu. Đấy là thấp nhất. Ok các tình yêu nhá. Mầm gốc Pleiku này. Rất là phê luôn cả nhà. Cái chậu Pleiku to đây ạ. Đây Pleiku nhớ nhớ.
vừa vừa. Đây chậu này, chậu Vĩnh Khang này. Đây Vĩnh Khang ạ. Vĩnh Khang quả mầm gốc vĩ đại luôn ạ. To vật vã luôn mầm gốc. Lá cực to, lá cực dày nhá. Anh em nhìn mầm gốc lá Vĩnh Khang ạ, dày bóng nhá. Rất là dày này. Ngành nào cũng nên. Ok Vĩnh Vĩ nhá, ngành lan chưa lên được, nó cứ bà bành thôi, còn các ngành khác lên rồi. Bitcoin lên rồi, cổ phiếu Bitcoin lên rồi, các ngành khác nó lên rồi. Nói chung là 2024 thì dòng tiền nó ok, nó ổn định vì cái dòng tiền nó thanh khoản tốt thì là nhà nước nó giải, nhà nước giải ngân là thuận lợi. Như trước thì là ngon ngay. Ngon ngay thì ngành lan nó bây giờ nó cứ bập bà bập bành, nó chưa lên chưa xuống. Nó cứ lên xuống lên xuống nó kiểu vậy đấy cả nhà ạ. Cả nhà yên tâm nhá. Không sao đâu, vẫn còn đầy người mua bán đấy. Thị trường là em chào anh Nhâm nhá. Mầm gốc Vĩnh Khang này. Mầm gốc Vĩnh Khang này chục ngày nữa là em lách. Là em lách. Vì là cái rễ này nó rất là khỏe rồi. Thì em lách là cho cái mầm bên này lên phê phi đẹp ạ. Nó lên đẹp luôn ạ. Cái mầm này chắc là chục ngày nữa lách nó phải tầm 20 sen. Ok anh Nhâm nhá. Chậu Vĩnh Khang. Chậu Vĩnh Khang này em 48 triệu anh ơi. Chậu Vĩnh Khang này 48 triệu ạ. Chậu Vĩnh Khang này 48 triệu. 48 củ. Còn cái chậu này thì là rẻ hơn này. Chậu này ba mầm gốc này, dễ khỏe này. Cũng ba mầm này. Chậu này anh em nào mà giao lưu thì chậu này 26 triệu này. Chậu Vĩnh Khang này 26 triệu này. Đấy. Có chậu 17 18 triệu thì em bán rồi, nó nhỏ hơn. Ok cả nhà nhá, chậu này ba mầm gốc này. Chậu này 26 triệu này. Chậu HO, nhà em có HO đâu. Vừa nhà em không HO, HO em bỏ dưới kia em có ấy đâu. Em vẫn tưới nước thì em chỉ ấy thôi. Ai mua lan hàng cao kia em, ví dụ anh em là chưa có, ví dụ những người mới chơi thì em tặng thôi. Em kỷ niệm 1-2 chậu mang về chơi thì thôi. Hàng dưới là hàng HO Phú Thọ thì thậm chí em tặng cả Hồng Yến Thủy. Đấy, khách mua hàng VIP toàn khách mới mà. Người ta siêu tầm thì mình tặng đi, người ta mua dòng dụ Bảo Duy không tên thì mình tặng Yến Thủy. Đấy, mình tặng cho họ một kỳ Yến Thủy này. Hay tặng cho họ một kỳ Á Hậu chẳng hạn. Hay tặng cho họ một kỳ HO với lại Phú Thọ. Đấy, họ mua những cái mã tầm phân khúc cao là Bảo Duy không tên, những anh em siêu tầm. Còn cây cối thì anh em bây giờ hỏi rất nhiều, nhiều người hỏi mà. Có phải ít đâu, đây là tin nhắn em đầy đây này. Cũng là tin nhắn em cũng nhiều người hỏi mà. Cây có bao giờ là sợ mấy đâu, chẳng qua là những người anh em thấy thị trường đi ngang hay đi xuống anh em lại hốt mà. Tầm cây bây giờ nó có xuống hẳn đâu. Tầm cây bây giờ nó rất là ok cho anh em chơi siêu tầm. Thị trường nào nó cũng phải bật thôi, nó chết, nó sống chết là bình thường mà. Thị trường sống chết là bình thường mà. Làm cho thế, có những cái thị trường làm cho con người hốt mới lại sợ là bình thường. Hốt mà sợ phải bỏ ra đi là bình thường. Cái chuyện đó là bình thường. Như mình chơi cái ngành lan này là thế thôi. Như cái ngành lan này thì là cuộc chơi thì là vẫn đông người chơi. Thiếu gì đâu, còn nhiều lắm. Làm sao bỏ đâu. Còn thậm chí là có những người thấy to, ta cầm những cái cây VIP hẳn á. Người ta còn đang đi mua ấy, cả nhà có biết đâu mà. Cả nhà không biết được đâu. Người ta đang mua đấy. Trong khi nào mà thị trường ổn định bật cái, họ bắt đầu mới tung tiền ra, họ mua mạnh thì cây nó lên mạnh thế thôi. Còn bây giờ hiện giờ thị trường năm nay là thị trường tự nhiên mà. Đây là không tên cả nhà nhá. Cả nhà ngắm không tên của nhà em ạ. Cả nhà ngắm mầm gốc không tên ạ. Đấy, mầm gốc không tên nhà em ạ. Mầm nào như mầm nào của nhà nhá. Đấy, không tên ạ. Đấy, không tên ạ. Mầm không tên nhà em đây ạ. Khách nhà em đang xuống để mua bạch tuyết này. Đấy, khách hỏi gọi điện mua cây mua cọ, lúc kia đang chờ khách 7-8 giờ mấy khách liền xuống mua cây trăm cây này. Có nhiều khách mà, cả nhà yên tâm đi. Thị trường lan vẫn còn ok, đẹp, tốt mà. Có sao đâu. Cả nhà cứ yên tâm, thích ngành nào chẳng vậy. Không tên này. Ngành nào chẳng vậy. Chẳng có ngành nào không sợ đâu vậy mà. Đấy, cuộc chơi mình cứ phải lì thôi. Mình lì thôi, một ngày nào đó mình sẽ tỏa sáng. Hôm nay mình không tỏa sáng, hôm nay túi mình không có tiền. Nhưng một ngày nào đó túi mình rất là căng tiền. Cả nhà cứ chịu khó thôi. Cả nhà mua cây giống VIP ở nhà chơi. Đấy, giống ít mà đi đúng hướng. Anh em cứ mua cây đúng hướng. Đi đúng hướng mà giống VIP nguồn chuẩn. Thì anh em nên siêu tầm mà mua. Đúng không ạ? Thì anh em không lo thất bại. Bây giờ làm sao thất bại nữa. Giờ này vào lan làm sao anh em thất bại mầm gốc ạ. Cả nhà ngắm mầm gốc phêu ạ. Cả nhà ngắm mầm gốc ạ. Kinh điển luôn. Kinh điển luôn mầm gốc ạ. Mầm gốc cây nhà em này. Sợ thật. Các công ty yêu ngắm mầm gốc này. Kinh khủng luôn. Bạch tuyết nhà em này. Đấy. Bạch tuyết nhà em này. Đây ạ. Bạch tuyết đây ạ. Bạch tuyết nhà em đây. Công ty yêu ngắm ạ.
Chào Hà Dược nhá, chào anh Đỗ Quái, chào thằng em Ngô Văn Long Điện Giật, chào Nhị Gia. Đây Bạch Tuyết đây ạ, Bạch Tuyết rất là nhiều luôn. Cho ngắm đại ca tí. Đây, đây cả nhà ngắm Bạch Tuyết rồi. Vâng, ok anh Nhâm luôn ạ. Ok anh Gia. Đây ạ, cả nhà nhìn, cả nhà nhìn Bạch Tuyết nhà em ạ. Phê không? Đây Bạch Tuyết nhà em đây ạ. Đây Minh Châu đây ạ. Đấy Minh Châu hoa vẫn nở, 10 ngày nay mà bông vẫn to. Phê loi luôn cả nhà, bông thiệt đẹp lắm, to lắm. To. Đây Bạch Tuyết nhà em đây. Đấy. Đang làm kỳ ra hoa, đang làm ra hoa đây. Đây Bạch Tuyết đây ạ. Bạch Tuyết đây rất nhiều, Bạch Tuyết đây. Toàn trọng to em có cắt đâu, toàn kỳ trên thân đấy chứ. Mọi người cắt ươm em có cắt ươm đâu. Đấy. Đây Bạch Tuyết đây. Bảo Duy của khách đây. Bảo Duy của khách đây. Đây Bảo Duy còn kia này ai lấy thì ấy đây. Đấy. Đây Bảo Duy của khách đây. Đó. Đang liền ba cái mầm gốc Bảo Duy của khách đây. À có mất không, không tin của khách đây. Đây là cây không tươi của khách. Đó, không tin đó. Đây Thảo Chi của khách đây. Lên mầm gốc phê luôn. Thảo Chi của khách đây. Thảo Chi của khách. Đó. Không tên đây ạ. Đây không tên đây. Không tên em có cắt đâu. Đấy mọi người cắt em có cắt đâu. Chẳng thích cắt nữa. Em là bật làm kỳ trên thân. Chắc là mai mốt làm đây. Chờ cho mầm gốc lên khỏe khỏe đó. Cũng làm. Đấy, mầm Bạch Tuyết đây. Bạch Tuyết đây ạ. Đây các có tình yêu ngắm Bạch Tuyết ạ. Khách nhà em đang xuống. Khách đang chờ khách. Đấy. Hôm nay bán mấy mã liền luôn. Ngày nào chẳng bán đâu. Đây Bạch Tuyết đây ạ. Đấy. Thấy chưa? Đây phù hoa đây. Mầm gốc phù hoa đây. Đây đại cát nhà em đây. Cái đại cát nhà em đây ạ. Rất là phê luôn anh em ạ. Thật sự luôn là thân rất là đẹp luôn nhá. Thân đại cát nhà em rất là đẹp luôn này. Thân đại cát rất là đẹp luôn. Đấy. Đang làm mầm gốc, ba mầm gốc rồi. Đang xưng ba cái mầm gốc vui rồi cả nhà. Đại cát đây ạ. Nguồn nhà Hồ Phúc Vinh đây. Đại cát giống cực ít, hoa cực đẹp. Chẳng qua là anh em lùm xùm là vớ vào vẫn lùm xùm bán nhầm cây thôi. Bán nhầm cây thôi, cho nên là người ta bán nhầm trong lùm xùm lúc bấy thôi. Cho nên là tình hình là sửa xong luôn mà. Bán nhầm cây chứ có gì đâu bán nhầm Vĩnh Khang. Cho nên là anh em là lùm xùm cái vụ, những cái vụ lùm xùm. Cho nên là Vĩnh Khang anh em tại sao là lúc bấy Vĩnh Khang bán đắt hàng nhất, đại cát lại không bán. Cho nên là anh em bảo đại cát bằng nhau làm sao bằng nhau được. Đại cát là đại cát nhá, cứ hỏi anh chuẩn luôn đấy. Cho nên là vấn đề là anh đại ngàn anh khẳng định luôn đấy, từ đầu chí cuối đấy. Anh khẳng định luôn, anh bảo là đại cát không bán nhầm, vẫn từ đầu chí cuối rồi. Vĩnh Khang là Vĩnh Khang mà Khang Vân là Khang Vân. Áng Bất là Khang Vân. Khang Vân là Khang Vân. Khang Vân thì nhà anh ấy cũng hoa đẹp đấy, hoa Khang Vân đẹp đấy. Có đại cát là VIP quá rồi. Ô bình thường thôi anh ơi, anh cũng mua được mà. Tầm này anh mua được mà. Kỳ đại cát này của nhà em đang khách đang giả là 160 triệu nhưng em không bán đâu. Làm sao bán một kỳ 160 triệu thì dở hơi à? Không bao giờ bán kỳ này. Đấy, đại cát đây ạ. Lên ba mầm gốc nữa cả nhà biết phê như nào ạ. Hoa đại cát rất đẹp nhé cả nhà nhé, giống ít hơn cả Kinh Bắc với Long Khánh. Toàn tay to cầm thôi, người ta không muốn nói ra đâu. Cho nên là cái vấn đề là anh em nó sẽ là để cho thị trường ổn định. Vẫn đang mua, thị trường ổn định thì nó bắt đầu là đại cát mua rất là nhiều mạnh luôn, không có là mua. Làm gì có đâu. Đại cát á, nguồn của nhà anh Hồ Phúc Vinh đấy cả nhà. Đây là Bảo Duy đây. Bảo Duy đây cả nhà. Bảo Duy đây. Đấy, Bảo Duy đấy. Đây phù hoa nhà em đây ạ. Phù hoa đang lên mầm gốc rất là đẹp luôn. Đấy. Bạch Tuyết đây ạ. Bạch Tuyết đây. Chào Vũ Hạnh nhá. Chào anh Xuân Trường, chào anh Lực Nguyễn. Bạch Tuyết nhà em đây ạ. Tự nhiên luôn cả nhà nhá. Đấy. Tự nhiên. Bảo Duy nhà em đây ạ. Đấy. Đấy. Đây Bạch Tuyết nhà em đây ạ. Mầm gốc đây ạ. Cả nhà nhìn phê không ạ? Cả nhà nhìn mầm gốc nhà em tự nhiên này. Đây ạ. Đấy, các tình yêu nhìn mầm gốc nhà em ạ. Rất là lực luôn đấy, lực lắm. Mở lá to kinh khủng luôn. Nó mở lá to cực kỳ luôn ạ. Kinh khủng luôn đấy các tình yêu nhá. Đấy. Đây ạ. Tất cả cây nào thế nhá cả nhà nhá. Mở lá chen chúc luôn này. Bạch Tuyết. Cây nào thế? Hồng Phong Vân mở lá to luôn này. Hồng Phong Vân này. Cũng thế rất nhả nhá. Hồng Phong Vân em đang làm hoa nhá, làm hai cái bông hoa nụ hoa trên này nhá. Kích thuốc rất là mạnh luôn để cho ra hoa để ngắm Hồng Phong Vân. Rất là đẹp. Đấy. Cả nhà nhá. Đây ạ. Đấy.
còn những cái hàng linh tinh này em treo ngoài này em ngắm làm hoa thôi. Đấy, hàng linh tinh ngoài như nguyên thủy là mỹ nhân em treo hàng ngoài cùng nhất. Đấy, treo hàng ngoài nhất. Đấy. Đấy, cả kỳ cả kia các thứ đấy. Đây bạch tuyết nhà em này. Rất là phê luôn ở nhà nhá. Bạch tuyết mầm gốc rất là phê luôn, vĩ đại cuộc đời luôn. Đấy, mầm gốc đấy ạ. Đấy. Đấy không tên nhà em đấy ạ. Đấy, không tên này. Mầm gốc không tên rất là phê luôn cả nhà nhá. Chào Nguyễn Văn Động nhá. Thường thường cũng thọ hay livestream bên kia nhé cả nhà nhá. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Mầm gốc không tên đấy ạ. Đấy không tên ạ. Đấy không tên ạ. Đấy không tên nhá. Đấy không tên đó. Mầm gốc không tên rất là đẹp nhé cả nhà nhá. Rất là phê luôn ạ. Cả nhà yên tâm đấy ạ. Thị trường Lan luôn luôn lúc nào ở bên cạnh chúng ta nhá. Không bao giờ mất được luôn cả nhà. Nó theo thời theo thế. Lên thì bán lên mà xuống thì bán xuống theo thị trường. Hồng Phong Vân đẹp. Ok anh Nhâm nhá. Đúng rồi anh ạ. Hồng Phong Vân đẹp mà bông hoa Hồng Phong Vân đẹp hết đấy. Hồng Phong Vân đấy. Bảo Duy này. Bảo Duy toàn những cái size hot luôn này. Đấy. Rất là đẹp luôn. Bảo Duy to. Bảo Duy rất là to nhá. Bảo Duy này. Đấy. Đấy. Bảo Duy này. Đấy. Bà Lê Cu này. Bà Lê Cu mầm gốc rất là phê luôn này. Hai mầm gốc. Con này tận 4 mầm đấy, nhìn ra trước hai mầm, hai mầm gốc rồi. Đấy. Bảo Duy này. Đấy. Chào Thành Công nhá. Bảo Duy này. Ngọc Khánh này. Ngọc Khánh mầm gốc thì em rất là phê này, anh Nhâm nhìn này. Đấy. Đang mở lá này. Chục ngày nữa thì to bạn, đang cho dưỡng chất. Rất nhẹ nhàng luôn cả nhà. Đấy. Đấy ạ. Đấy. Mắt bên này đang sưng tiếp rồi. Mắt bên này đang sưng này. Ngọc Khánh này. Đấy. Hello bạn nhá. Ok luôn. Vinh Khang này. Vinh Khang cụ mầm gốc. Ngọn quá to luôn anh em thấy to không ạ? Vinh Khang nhà em này. Thân lá rất là bóng dày không ạ? Lá dày hơn lá bạch tuyết cả nhà nhé. Lá Vinh Khang nó dày hơn lá bạch tuyết nhé. Lá Vinh Khang lá nó dày hơn bạch tuyết. Ngọn này. Về nhà em đi lớn nhanh như thổ luôn này anh em này. Nó lớn nhanh cứng khủng luôn á. Tức là mỗi ngày một ngày nó mỗi khác cả nhà. Hôm nó qua nó ở bên trong này. Thì ngày hôm nay lá nó phải ra tận đây rồi. Thì ngày mai nữa thì lá ra tận đây này cả nhà này. Cứ mỗi ngày nó ra nó lớn rất nhanh luôn cả nhà nhé. Em con này chắc em khai thác vài nữa em khai thác chục ngày nữa. Em cho dễ nó dài hẳn ra đi cả nhà. Dễ tầm này nếu mà lách được tầm này nó vẫn lách được ấy. Vẫn trồng được nhưng em chưa lách. Thôi kệ nó. Lách xong để cho cái con kia nó phát triển. Ok thành công nhá. Vừa nó cả nhà lúc nào phải quạt mát cả nhà nhé. Đây này cả nhà này. Lúc nào gầm thì em cũng quạt này. Đấy hai bên này. Lúc nào thổi nhá. Đây cả nhà nhá. Dưới gầm nhà em lúc nào phải quạt mát. Quạt ngày 24/24 này. Đấy. Dưới gầm nhà em 4 cái quạt đấy cả nhà nhá. 4 cái quạt liền đấy cả nhà nhé. Đấy, cứ bảo Lan. Đấy, tiền điện vẫn phải nộp, vẫn đóng nhá. Vẫn phải cho quạt cho Lan nó thổi cho nó mát nhá. Quan trọng nhất là cái Lan ở mát nhá. Đấy. Đấy. Đây, quạt trên này thế này. Đấy, vẫn là phải mát nhá. Câu chuyện vẫn là phải mát cả nhà nhé. Tối là không bật cái bóng kia ngoài con bọ này nhìn vào nhiều ạ. Đấy, vẫn là câu chuyện là phải mát nhé cả nhà nhé. Vẫn là phải bật quạt trên, quạt dưới, quạt gầm nhá. Đấy, tưới xong là bật cái là mát nhá. Đấy, mát là mẹ luôn nhá. Đây mầm gốc đây ạ. Mầm gốc Bảo Duy đây ạ. Đấy. Mời mọi người ngắm một cây tí nhá. Để em lại đón tiếp khách ạ. Khách đang xuống. Xuống mua bạch tuyết, bạch tùng các thứ. Chào các tình yêu nhá. Đấy. Đây mầm gốc đây. Hoa hậu xứ Mường đây các tình yêu nhá. Đấy. Nhìn mầm gốc nó phê không. Đấy. Mở lá rất là phê phê luôn. Những cái lá nó mở như này nó đi rất là nhanh này. Các tình yêu ạ. Đấy. Cả nhà thấy không ạ. Đấy, cho nên cả nhà đừng tiếc quạt, tiếc điện nhé. Vườn mà thoáng thì không sao. Nhưng tất cả vườn bí anh em lúc nào phải quạt nhé. Quạt 24/24 đừng tiếc anh em nhé. Đấy, lúc nào cũng quạt, đây quạt gầm này. Đấy, quạt gầm này. Quạt tất tần này, em chào idol Thái Huy của em nhé. Đấy, em chào rượu Ngô Hậu, rượu Hạ Thổ nhé. Đấy, quạt lúc nào mát này. Đấy, cho nên là cái mầm gốc. Cho nên là cả nhà nhìn những cái mầm gốc nó phi này. Đấy, cho nên là non đẹp luôn nhé. Cả nhà đừng tưới phân vào buổi sáng nhá. Tưới phân buổi sáng những cái mầm gốc này là gặp phân là toi luôn đấy nhá. Toi luôn nhá. Không phải là tưới phân buổi sáng mà tốt đâu. Có nghĩa là cứ chiều hết nắng mát đi. Nhưng bắt đầu là bật quạt để cho nó mát dàn đi. Khi nào cái sắt này, khi nào sờ lên cái sắt này của các bạn nhá, vườn các bạn đó, mà nó mát rồi ạ,
Đấy. Thì các bạn hãy tưới cây nhá. Tưới cây, tưới đậm luôn nhá. Tưới đậm luôn, không có tưới gì nhỏ giọt nhá. Tưới đi tưới lại thật đậm. Xong bắt đầu là tưới xong 15 phút thì bắt đầu là tưới phân. Tưới phân nó hòa lão loãng ra tưới rồi nhá. Tưới hòa loãng ra tưới. Đấy. Cho nên là cả nhà đừng cái nhiều anh em này ta tưới phân buổi sáng, có người thì cái một ngày ta tưới mấy lần liền, kể cả trưa nắng nóng ấy, tưới như người ta tưới, ta có kiểu tưới người ta. Anh em mà chăm lan mà không biết kiểu tưới là cây nó sẽ thối hết. Nó thối hết cả nhà. Cho nên là rất tình trạng mà tưới phân mới lại tưới nước. Thì vấn đề anh em mình rất hết đấy. Vừa lúc nào phải mát như này này. Đấy, cho mình là không ok rượu thổ nhá. Cho nên là cả nhà cây như này nhé, mà gặp phân nhé, mà trời nắng nhé là đi luôn ngọn luôn, nó sẽ thối nhanh cực kỳ luôn, nó thối khẩn trương, nó thối kích khủng luôn. Cái mùa này cũng là mùa bắt đầu mùa gây hại thối này, nóng này đấy. Cho nên là mầm gốc như này là anh em phải cẩn thận nhé, hết sức cẩn thận. Vườn là phải mát này đấy, trưa đừng có trưa bật quạt hết lên đấy, bật quạt hết lên, đừng tí nước vào buổi trưa. Còn ai tưới thì kệ, người ta tưới mãi ta quen rồi, mình đừng tưới vào buổi trưa mà tưới nước cái dạng phân đang khủng nữa là anh em chết luôn đấy nhá. Cái lan nó không phát triển được đâu, mà nó còn chết, gây ra chết đấy. Đấy, mầm gốc tất cả đấy, đấy. Tất cả là mầm gốc đấy, đấy. Cho nên anh em về mầm gốc ạ. Đấy, cây nạo như cây nào luôn nhá. Tất cả các bộ, các mầm gốc của nó rất là phê luôn. Đấy, cả nhà thì mầm gốc phê không ạ? Đấy, nhìn mầm gốc rất là phê luôn nhá. Đấy, dù trọng lan như nào như này, dù lan một hơn triệu bạc, nhưng ví dụ như này, cả nhà nhân ra, cả nhà bán một trọng này bây giờ triệu bạc, làm gì ra đâu. Không nên làm gì ra đâu, cái chậu này chỉ dư vào 30.000 thôi. Đấy, 30-35.000 thôi. Thế mà một chậu lan là 1 triệu. Thế mà cả nhà có trăm chậu lan này có 100 triệu. Thì tôi hỏi rằng là mọi người bán làm gì ra? Không làm gì ra đâu cả nhà nhá. Nó rẻ thì bán theo rẻ, mà đắt bán đắt. Thời thế thế thời. Còn cây lan thì không bao giờ mất được đi giá trị. Người chơi lúc nào cũng có rất là đông vui luôn. Chỉ có cuộc chơi lan mới vui được cả nhà. Đấy, cho nên là tất cả anh em chúng ta là hãy đứng vững. Ai chơi thì chơi, không chơi thôi. Ngành nghề nào thì thôi, công việc nào cũng chơi nào thì thôi. Có những công việc làm cho con người sợ luôn, sợ đái quần luôn, nhưng người ta vẫn chơi. Người này sợ, người này không cảm giác không chơi được, người khác thì chơi, đúng không ạ? Vẫn chơi mà, cuộc chơi vẫn chơi, không bao giờ mất được cả nhà nhé. Nhìn mầm gốc ạ, cả nhà nhìn quả mầm gốc, những quả mầm gốc này có được không ạ? Đấy, cả nhà nhìn những quả mầm gốc này nó có phê không ạ? Đấy, nó rất là phê luôn cả nhà nhé. Chỉ ngắm mầm gốc thôi cũng phê nhé, còn không bao giờ mất được thị trường cả nhà nhé. Đây là không tên này. Cảm ơn các tình yêu buổi tối. Chúng Thọ like mà thôi, Chúng Thọ chuẩn bị đi xuống like nhá. Đấy, khách khứa người ta còn hẹn đến chơi. Mua cây. Đấy, mua cây xong bắt đầu lại là có việc nữa. Nhiều việc, hôm nay ship cây cho khách ở xa nữa. Đấy, nhà rất nhiều việc ấy, phải việc không? Ok anh em nhá. Còn anh em nào bán mà cây riêng Chúng Thọ vẫn mua mà bảo Duy size đẹp như này này. Mà anh em muốn ra này, giá cả hợp lý ok mua này. Không tên cũng nữa này. Hay là bờ Lê Cu hay là Kinh Bắc, giá cứ ok, muốn mút được là mút, thế thôi. Vẫn mua mà, chắc chắn là mua là không sợ rồi, đúng không ạ? Mà sợ là không mua rồi, khẳng định luôn. Mua là không sợ, mà sợ là không mua. Anh em phải nên nhớ thế nhá. Mình vẫn mua cây nhá, không bao giờ phải sợ nhá. Thị trường đi ngang kệ nó nhá, đi ngang nó cứ bập bào bình. Lúc lên lúc xuống, lúc lên lúc xuống, thế nó mới hay, hiểu không? Cuộc chơi thế nó mới là cuộc chơi. Cuộc chơi khoái, hiểu không? Ok mọi người nhá. Đấy, Vĩnh Khang này, ngắm mầm gốc Vĩnh Khang rất là phê nhé. Đấy, các cụ ngắm mầm gốc Vĩnh Khang phê không ạ? Em thề luôn, cái mầm gốc Vĩnh Khang này ngoài nó đẹp lắm. Mọi người nhìn ngoài ngất ngây luôn. Nhìn ngoài ngất ngây luôn. Riêng mầm gốc Vĩnh Khang này mọi người nhìn ngất ngây luôn. Thấy chưa ạ? Rất là to luôn. To vật vã luôn. Dễ khỏe, kinh khủng luôn đây này, dễ đấy. Dễ đang lao dễ ra này. Đấy, ở nhà thấy không ạ? Đang lao dễ mới ra này. Đấy, nhưng mầm đấy vẫn phải lách thôi. Cái mầm đấy bắt buộc phải lách, không bắt lách không được. Đấy, không lách không được. Ở nhà, cái mầm Vĩnh Khang này không lách không được. Vẫn phải lách thôi. Thôi cảm ơn tất cả anh em. Bà Lê Cu đấy ạ. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Đấy. Chúng Thọ cảm ơn tất cả anh em nha. Mình ai bình luận gì bình luận ạ. Đấy. Bình luận gì bình luận ạ. Để em còn đi xuống live này. Em chào mọi người vẫn ăn cơm đi. Đấy. Rất nhiều con bọ luôn, con đấy này nó xuống rồi. Rất nhiều con bọ. Rồi nhiều con bọ đấy. Bọn gốc công ty này. Đấy, thấy chưa? Đây các tình yêu này. Các tình yêu nhìn mầm gốc Hồng Phú Hoa này. Hồng Phú Hoa rất là đẹp luôn.
mầm gốc mầm hoa rất là đẹp luôn. Ôi nhá, chúng ta xuống like nhá. Bye bye cả nhà đây. Hello cả nhà, chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ nhá. Hạnh phúc.